Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 năm 2013, ba nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobilephone và Viettel đã đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G và mức tăng lên tới 40%. Việc tăng giá dịch vụ này đã gây ra nhiều phản ứng từ phía khách hàng. Sau hơn một tuần kể từ ngày giá cước dịch vụ 3G tăng, không ít khách hàng đã chấp nhận hủy bỏ dịch vụ. Tuy nhiên, vấn đề mà rất nhiều người quan tâm đó là tăng giá cước nhưng chất lượng dịch vụ 3G có được cải thiện. Bất chấp sự bức xúc của người tiêu dùng về chất lượng dịch vụ 3G từ lần tăng cước 30% trước, lần này không những các nhà mạng không cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn tăng cước đến 40%. Với mức tăng này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của khách hàng. Nhiều khách hàng bày tỏ sự bất bình và tính tới việc hủy bỏ dịch vụ. Còn đối với học sinh sinh viên thì đây là một khoản chi phí tăng thêm khó có thể chấp nhận được. Nhiều bạn đã chấp nhận chuyển sang sử dụng dịch vụ 3G của mạng khác rẻ hơn, mặc dù không mấy tên tuổi. Khi gói cước 3G tăng giá thì các bạn học sinh sinh viên cùng lớp cùng trường em có hủy dịch vụ 3G của mạng đang sử dụng. Mặc dù là dịch vụ 3G là rất cần thiết đối với học sinh sinh viên chúng em trong việc tra cứu thông tin. Cước 3G tăng chịu tác động lớn nhất chính là các tổ chức doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ cho mục đích kinh doanh. Giá cước 3G tăng đến 40% sẽ làm cho chi phí các dịch vụ tăng theo. Trước đây, mỗi tháng ngân hàng ngoại thương Trung Đô chi trả cho dịch vụ 3G khoảng 5 triệu đồng, thì nay đã phải cộng thêm 40% chi phí. Tuy nhiên, vấn đề mà đơn vị này quan tâm chính là chất lượng dịch vụ. Cái đợt tăng cước này thì là cùng có ảnh hưởng một chút về tài chính. Tuy nhiên thì là để đổi lại doanh nghiệp của tôi yêu cầu đó là nếu mà có cái sự gián đoạn với dịch vụ ấy, thì là nhà mạng phải có cái báo cáo tránh tình trạng để khách hàng phải gọi là tăng thêm cả cái kênh báo cáo để kiểm soát và khắc phục sự cố kịp thời khi mà khách hàng bị lỗi. Trước sự quan tâm của dư luận về đợt tăng cước 3G lần này, phóng viên thời sự đã liên hệ với các nhà mạng cung cấp dịch vụ trên địa bàn để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, hai nhà mạng có thị phần lớn tại Nghệ An là Vinaphone và Viettel đã không hợp tác. Còn với nhà mạng Mobilephone cho rằng đây chỉ là đợt điều chỉnh giá cước dịch vụ 3G chứ không phải nâng giá. Cái này là tất cả các nhà mạng thực hiện theo quy định của Bộ. Giá cước viêm 3G của chúng ta thì hiện tại cũng đang ở mức độ rất thấp. Và điều bảo đảm quá trình thực hiện trong kinh doanh cũng như trong cái phục vụ và cung cấp các cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thì các nhà mạng cũng có những cái tăng cường về chất lượng, điều chỉnh dịch vụ. Công ty cũng đã ban hành những cái quy định, những cái hướng dẫn để thực hiện. Thì tại hiện tại các đơn vị chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc là truyền thông thông tin và trao đổi trực tiếp với khách hàng để khách hàng hiểu rõ vấn đề. Dư luận xã hội cũng như người sử dụng dịch vụ 3G bức xúc trước việc nhà mạng tăng giá cước đến 40% là có lý. Bởi cùng lúc cả ba mạng di động lớn là Vinaphone, Mobilephone và Viettel đều tăng giá. Liệu trong đợt tăng giá cước lần này có sự liên kết giữa các nhà mạng hay không? Chỉ biết rằng với đợt tăng giá cước lên 40% như hiện nay, các nhà mạng sẽ thu lợi hàng tỷ đồng. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ thì chưa hẳn đã được cải thiện.